Thưa cô bác, thưa bà con, chúng tôi xin trả lời khán giả Hồ Thị Minh Tâm ở tỉnh Kon Tum. Chị Tâm đã hỏi, nhà tôi trồng vườn cà phê 1.000 cây, được 16 năm rồi, nhưng mà cây thì nó phát triển tốt, năm nay lại chưa thấy cây ra hoa. Tôi xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục cái hiện tượng này như thế nào? Vâng, chị Tâm thân mến, câu hỏi của chị đã được chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Cái hiện tượng không ra bông của cây nó có rất nhiều nguyên nhân. Đấy, và nó có thể là do thời tiết, do nhiệt độ, ẩm độ, rồi do dinh dưỡng. Và đây khán giả miêu tả là cây phát triển tốt. Thì tôi nghĩ rằng là nếu cây phát triển tốt quá, nếu mà nó ở dạng thừa đạm, chúng ta bón quá nhiều đạm làm cây quá xanh tốt, thì nó sẽ không chuyển hóa hết sang dạng hữu cơ được. Thế và nó tích lũy đạm ở dạng vô cơ thì nó sẽ gây độc cho cây. Đấy, ví dụ như thừa thì nó làm cho cây sinh trưởng thái quá, và các cái hợp chất carbon ở trong cây nó phải huy động hết cho việc phân giải độc đạm. Đấy, nên không hình thành được các quá trình tạo chất xơ, rồi làm chậm các cái quá trình hình thành hoa và quả, nó bị đình trệ. Đấy, các cái quá trình này nó bị đình trệ thì nó sẽ giảm đến dẫn đến giảm năng suất sau này. Thế cho nên là cái điều đầu tiên ý, muốn cho cây ra hoa theo đúng thời vụ và đúng quy để và được nhiều hoa ấy, để năng suất cao ấy, thì chúng ta điều đầu tiên là cái việc bón phân, là chúng ta phải bón theo đúng quy trình kỹ thuật. Đấy, bón cân đối và đầy đủ. Đấy, không được thừa đạm, không được thiếu kali. Và bây giờ bác có thể áp dụng nhiều biện pháp để kích thích cây ra hoa. Ví dụ như là đến trước mùa ra hoa, chúng ta có, nếu vì cây xanh tốt quá thì là nó, chúng ta phải hãm khô. Đấy, hãm khô 20 ngày để nó ngừng sinh trưởng dinh dưỡng, để nó chuyển sang sinh trưởng sinh thực, nghĩa là nó tạo điều kiện nó phân hóa mầm hoa. Hoặc là chúng ta có thể phun các loại phân kali, ví dụ như kali nitrat hoặc kali phosphat, nó có tác dụng là kích thích ra hoa đồng loạt. Hoặc phun các cái chế phẩm alpha NA cộng NK cộng vi lượng, hoặc là thuốc có hoạt chất ethephone hoặc paclobutrazone. Đây là những cái chất mà nó có tác dụng kích thích ra hoa đồng loạt. Đấy, chúng ta phun trước mùa ra hoa khoảng 1 tháng thì 1 tháng sau nó sẽ bật hoa.